Đồ gỗ Sơn Hà xin kính chào quý khách. Và vâng, hôm nay cơ sở em vừa hoàn thiện xong một bộ nghê bảo đỉnh hàng cột 12 chân 14 được làm trên nền chất liệu là gỗ hình đá của Nam Phi. Và bộ sẩm này của em thì chuẩn bị bàn trao trả cho khách ở Nghệ An rồi. Và trước khi xếp lên xe để bàn trao trả thì một kê ra để quay để lưu giữ kỷ niệm giữa anh cùng với cơ sở và đồng thời để giới thiệu quảng bá sản phẩm với tất cả quý anh. Thì bộ sẩm này cơ sở bên em đang làm bao gồm là có 6 món. Một chiếc đoàn dài với kích thước chiều dài là 2m3, sâu là 76 và chiều cao là 1m rưỡi. Hai chiếc ghế đơn thì có đồng kích thước như nhau, ngang là 1m, sâu 76 và cao là 1m48. Và chính giữa đây đang là một chiếc bàn to có kích thước là 81 x 1m57 trên mặt. Chiếc đôn cao là 55 x 45 và đôn con là vuông 45. Hàng của cơ sở em thì cam kết với các bác là có thể đến trực tiếp cơ sở hay không đang ở trong Nam sinh sống và công tác ở bên nước ngoài. Cam kết với các bác là 100% là chất liệu gỗ hương đá trần xì lõi, không pha tà có nhá. Thì bộ sòng này cơ sở bên đang làm là hàng cột sẽ là cột 12 các bác nhá. Cột là cột 12, chân như chân sẽ là chân 14 các bác ạ. Chân 14 và kích thước là của hàng 14 các bác nhá. Kích thước của hàng 14. Đấy. Và trương thì cơ sở bên đang làm là trương liền đây. Mẫu trương là nghê phượng các bác nhá. Nghê phượng này hoàn toàn là liền nguyên một khối, dày là 12 phân và được đục te là kinh bông sắc nét này. Các bác có xem này, nhìn con nghê bên em này. Hai chú rồng hai bên, hai phượng này, phượng là phượng xòe cánh này, đục kinh bông sắc nét luôn các bác ạ. Liền nguyên một khối. Và những bộ sỏ mè nó giá trị ở những cái điểm đó chính là phần đục te các bác nhá. Đấy, chứ không phải như hàng chợ trên thị trường. Và vách tựa thì được cơ sở bên em làm là lồng khung, toàn bộ khung là sẽ dày 6 phân và ván sẽ là dày 3 phân các bác nhá. Và chính giữa đây cơ sở bên mang đục là tứ linh, long ly quy phụng, hai bên sẽ là hai con lân. Đấy, các bác xem này, rất là đẹp luôn. Đây, và ván này được cơ sở bên em lựa vân này, ván là ván liền tấm dày là 2 phân, khung tranh là dày 4, hàng là 3 tầng cổ chỉ này, hai lượt chắn chân rẹo và yếm cũng là dày 4 phân. Đấy, cột thì cơ sở bên em mang làm là cột 12. Và tay nghe cũng là tay nghe 12 và tay nghe liền khối cấp nhá. Nghe là nghe ôm cầu đạp chân quy và chân sẽ là chân 14 các bác ạ. Đấy, cột 12 chân 14. Nhưng mà kích thước và khung chuồng của hàng cột 14 các bác nhá. Và tiếp theo đây là hai chiếc ghế đơn. Các bác có xem nắm vào chiêm ngưỡng này, hai chiếc ghế đơn này, dáng này. Trương là trương liền, đục kinh bong sắc nét luôn các bác, đục tay 100%. Đấy, trương là đục tay. Đấy, trương liền các bác nhé. Và trương của em đang đục là hai mặt. Đấy, rất là đẹp luôn các bác ạ. Đây, và được vanh cong này từ khung tranh cổ chỉ yếm này, vanh cong. Hàng được tuyển chọn gỗ lựa vân rồi. Tay nghe hoàn toàn tay nghe liền khối các bác nhé. Mẫu tay nghe mới, ôm cầu đạp chân quy, chân sẽ là chân 14 các bác ạ. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhé. Ngoài cột 12 chân 14 này ra, cơ sở em có cả chân 14 hoặc là cột 14 chân, cột 16 tùy theo nhu cầu mỗi bác, cơ sở em đều đáp ứng được hết. Và cũng như cơ sở em làm hàng đặt theo cầu tùy theo kích thước, độ dày, chất liệu gỗ, số lượng món. Khi các bác mua hàng, cơ sở em sẽ tặng kèm kính bàn, kính đôn các bác nhé, đôn cao. Đây, bàn thì được cơ sở em đục là tứ linh, cũng được đục là tứ linh long ly quy phụng này, như là một bức tranh luôn các bác ạ. Bàn là được vanh cong tứ diện và cũng như là sẽ có hai ngăn kéo hai bên cho bác sử dụng. Bàn đôn là sẽ có kính rồi. Đấy, chân bàn là chân 14 đây. Các bác rồi xem này, bàn yếm cơ sở bên em làm là yếm liền các bác nhá. Yếm liền không lọng thủng, làm theo yêu cầu của khách hàng. Đấy, đây một chiếc đôn cao và một chiếc đôn con. Đấy, 100% là chất liệu gỗ hương đá các bác nhá. Tuyển chọn trần xì loại không pha tạp. Hàng là trương liền, đục te. Đấy, cột 12 chân 14 gỗ hương đá, khuôn tranh 4 ván 2, yếm 4. Và bộ sản phẩm này cơ sở bên em làm trên nền chất liệu là gỗ hương đá của Nam Phi và đang có mức giá công khai thời điểm hiện tại cho bác cực kỳ phải chăng, chỉ với mức giá là 58 triệu thôi các bác nhá, 58 triệu. Đấy. Và bác nào muốn sở hữu một bộ sản phẩm đẹp VIP chất lượng nghe, alo cho em qua số live trên màn hình và địa chỉ xưởng và mô tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Lạng Sơn nhá. Và video clip của em đến đây dài rồi. Em xin kết thúc video ở đây. Xin chào.